Phát hiện nam bác sĩ tử vong trong căn phòng khóa trái cửa. Ngày 25 tháng 8, tin từ Ủy ban Nhân dân xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau xác nhận, trên địa bàn vừa phát hiện một trường hợp là bác sĩ tử vong trong căn phòng trọ bị khóa trái cửa. Theo đó, nạn nhân là anh LPV, 30 tuổi, ngụ xã Khánh Hòa, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Anh V hiện là bác sĩ đang công tác tại một bệnh viện ở tỉnh Cà Mau. Thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ ngày 24 tháng 8, bà Nguyễn Thị Liên, 81 tuổi, ngụ ấp Thành Điền, xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, phát hiện người thuê phòng trọ của mình có ở trong phòng nhưng gọi không lên tiếng. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành nên bà Liên đã trình báo cơ quan công an. Nhận được tin báo, công an xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra, làm rõ. Theo bước đầu, cơ quan chức năng xác định căn phòng trọ trên do anh V thuê. Lực lượng công an đã tiến hành khóa cửa phòng vào kiểm tra thì phát hiện anh V đã tử vong khi đang nằm trên giường ngủ. Bên cạnh có nhiều vị thuốc tây và đã sử dụng hết 10 viên. Gia đình nạn nhân cho biết anh V có buồn bực chuyện tình cảm nên đã uống thuốc tự tử. Gia đình nạn nhân thống nhất không yêu cầu khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và cam kết không yêu cầu khiếu nại về sau. Hiện cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.